để sau này cũng có một cái nghề mở nghề tại nhà. Con cũng có xin lỗi mẹ là này lúc trước con đối xử mẹ không tốt. Giữa tháng 7 bắt đầu ba em bệnh này nọ mà tới lây cho mẹ em thôi cũng lây cho em thằng nhóc nữa. Lúc đầu em cũng chưa nghĩ tới bị Covid nặng đâu. Rồi lúc sau em từ từ em mới sợ. Ba em bệnh nặng thì ba em đi vô bệnh viện trước, là bệnh viện Chợ Rẫy. Rồi lúc sau mà có cô y tế điều xe xuống rồi cho em mẹ em xuống nhóc rồi xuống hóc môn hết cách ly ở dưới. Lúc đầu mẹ khỏe lắm mà từ khi mẹ bị Covid rồi mẹ ăn không được, khó thở. Một ngày mẹ sang một bình oxy rồi, người ta cho mẹ yếu hết trơn, không đi được. Lúc đó là như là mẹ yếu lắm, mẹ đi lại không nổi. Có khi đi vệ sinh con cũng phải chở mẹ bằng xe ăn tới đi vệ sinh nữa. Hay là cái ống thở nó bị tuột ra khỏi cái họng mũi con gắn giùm mẹ. Cứ dài rồi con thấy mẹ con không thở, mẹ con cứ thở bằng miệng không mà. Thì lúc mới vừa đầu vô á, mẹ con nói cũng được, nhưng mà khi sau vô dần dần á, mẹ con nói con không nghe rõ mà con cũng không hiểu mẹ nói đang nói gì luôn. Cái đêm mà bác sĩ vô nào mà lo cho mẹ em này nọ, là lúc đó mẹ em lúc đầu em mới nghi ngờ thôi chứ chưa nghĩ hết trơn. Rồi qua ngày hôm sau là bác sĩ nói là mẹ em có nguy cơ là sẽ mất, xong rồi chiều mẹ em mất luôn. Lúc đó em hoảng lắm, lúc đó em không biết gì hết trơn, mẹ em mất trước mặt em mà không biết gì hết trơn. Con đang đi vào lòng vòng chỗ đó, cái tự nhiên con vô con thấy mẹ nằm vậy, mẹ không có thở chút nào á. Con tới con định xem mẹ có thở không, con thấy mẹ không có thở. Xong rồi con chưa tin lắm, con lấy cái tay con để vô cái ngực mẹ. Rồi cái tự nhiên con thấy tim đập nữa, con gọi cho bác sĩ là cái bác sĩ nói mẹ đã mất rồi. Lúc đó là con cũng hoang mang lắm, lúc đó em rất là sợ. Không, ổng ai lo cho thằng nhóc và em hết trơn. Tại thằng nhóc bây giờ nó còn quá nhỏ, nó chưa hiểu cảm giác gì hết trơn, nên em sợ lo tội cho thằng nhỏ thôi. Rồi bác sĩ vô xịt hữu hưởng á, xong rồi bỏ vô bao xong rồi đẩy vô xe lăn, đẩy ra hàng máy. Em chỉ đứng hững hờ hoảng hốt rồi chứ không nói gì hết trơn. Lúc thằng nhóc nó chạy theo nó khóc quá trời luôn. Nó nói mẹ ơi sao mẹ bỏ con vậy. Con thấy mẹ như vậy, con nói mẹ ơi mẹ đừng đi. Cái khi mà ta mang mẹ đi thang máy cái đi xuống á, cái con khóc quá trời luôn. Rồi cái sau mấy phút nữa mấy bác sĩ lên á, cái bác sĩ có nói là thôi đừng khóc nữa. Khi mẹ đi rồi á, em éo nhóc ở lại chừng khoảng mấy ngày nữa, xong rồi lại đi test lại, xong rồi bác sĩ mới cho về. Em cảm giác nó trống vắng lắm, lạnh lẽo bên người. Mẹ em mất là ngày 4 tháng 8, ba thì 5 tháng 8. Ba em mất rồi thì em không có biết. Tới ngày 15, 16 tháng 8 em mới biết. Cảm xúc trong người, sao ba mất mà không ai hề báo em này nọ. Em sợ bên dòng họ em giấu em này nọ, không báo cho em hết trơn. Cái cô y tế mà xuống đây test cho em, cổ báo cho em là ba em mất rồi. Chừng ngày 20 tháng 8 cốt mẹ mới về nhà. Rồi trước kia mẹ em làm nhà giáo, ba em thì sửa xe. Mà từ khi em học lớp 8, lớp 9, kinh tế khó khăn. Xong em học lớp 9 xong rồi em biết tao em nghĩ em muốn học nữa, em đi làm kiếm tiền tự lo cho bản thân em. Lúc mà có ba mẹ thì em thích ở một mình, chứ không thích ồn ào chứ em chỉ ở trên lầu thôi. Từ khi ba mẹ mất rồi em mới hối hận. Bây giờ không có ba mẹ thì em thấy trống vắng, không còn tiếng cười như ngày nào nữa. Cốt của mẹ em đợi hết cách ly em mang vô nhà thờ. Em hứa sau này làm có tiền để lo cho ba mẹ, mà chưa làm gì hết trơn mà mẹ đi rồi.
cảm giác nhớ về ba mẹ. Không biết nữa, tự nhiên con đang coi cái tự nhiên con nhớ lại ba mẹ, cái tự nhiên con dậy, cái tự nhiên con khóc. Thường con thường chơi đùa với mẹ, cũng có lúc con phụ mẹ một chút. Ba kêu con làm gì con làm, có khi con uống nước hay là sữa trong nhà vệ sinh này kia. Bây giờ thì em có thể lo cho nhóc được, mà bây tới lúc hết giãn cách đó, thì em không thể lo cho nhóc được. Tại em vừa còn đi học vừa đi làm buổi tối thôi, em không có thời gian lo cho nó. Em chỉ sợ lo cho nhóc đang học mà nó nhớ lại cái chuyện cũ mà nó có tâm trí để học đó. Em chỉ biết là gửi cho nhóc bên anh em thôi, anh và con cho anh nó lo cho nó. Em nghe nhóc nói là mẹ có để lại 5 triệu nên là em lấy tiền đó lo cho nhóc rồi từ bữa giờ luôn. Dạ, bình thường ta xuống tặng cho hai em là 2 triệu. Cho bánh mì, sữa này nọ cho em nhóc ăn thôi. Khoảng tiền sơ xài cũng khoảng tháng mấy rồi. Thì bây giờ trong người hai em mà còn có mấy trăm nghìn để xài rồi, tôi hết giờ thôi à. Một ngày hai đứa giãn ra ăn trưa xong rồi ăn tối xong rồi nằm chơi xíu nữa tới giờ ngủ. Ngày nào cũng như vậy hết trơn. Cơm thì em tự nấu ở nhà, còn đồ ăn thì em mua ở ngoài. Dạ, cũng có lúc con nhớ mẹ. Lúc đó con cũng có nhìn lên trời. Lúc đó ba mẹ sống lại, con ở chung với con. Bây giờ hai chị mình cùng nhau cố gắng sau này để cho mẹ, ba mẹ được vui nha. Thưa quý vị, sáng nay nhiều shipper ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xếp hàng dài chờ nhiều giờ đồng hồ tại các điểm xét nghiệm COVID-19 lưu động để lấy giấy thông hành. Tình trạng xếp hàng dài chờ lấy mẫu xét nghiệm diễn ra vài ngày nay do các trạm y tế quá tải. Nguyên nhân do lượng shipper được hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh sau khi Sở Công Thương gỡ bỏ giới hạn lượng shipper được ra đường, các shipper được giao hàng liên quận. Tại một số điểm lấy mẫu xét nghiệm lưu động, số lượng shipper chờ đến lượt lên tới hàng trăm người. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 18 tháng 9, số lượng shipper đăng ký hoạt động là 33.500 người, hôm nay đã lên tới 82.160 người. Sở Công Thương đã đề nghị Sở Y tế hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xét nghiệm ở mức 92.000 shipper hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã điều trị khỏi hơn 457.000 bệnh nhân COVID-19 trên tổng số trên 687.000 ca mắc. Trong các bệnh nhân đang điều trị có gần 5.400 ca nặng, trong đó có 32 ca phải can thiệp ECMO. Theo tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam hiện đứng thứ 156 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đợt dịch lần thứ tư này, có 15 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định. Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập đặt cảnh báo phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất. Sở Y tế thành phố yêu cầu tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh. Các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch, ca nghi ngờ đến khám. Tổ chức vùng đệm, khu cách ly tạm thời để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch, ca bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. Sẵn sàng đảm bảo vật tư, trang thiết bị, thuốc để phục vụ người bệnh theo các tình huống diễn biến dịch trên địa bàn thành phố.